gì đâu em, tháng anh vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến. Đoạn buồn ra đi còn dài lê thế, bởi còn đam mê xuôi bước chân quên về, lên nhớ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sâu ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta bởi nhập yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng đến. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời. Còn có yêu xin hay là người là nghe em luôn xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới thể các bác đã đón xem và đón nghe đúng không ạ, một đoạn đầu của ca khúc Xin Làm Người Xa Lạ, do một bộ nói thực sự rằng thể các bác là một set combo mà em cảm thấy rất là tâm đắc, rất là hay. Và cái sản phẩm tâm đắc nhất trong bộ set combo này em luôn muốn chia sẻ, đó là một đôi loa hàng xịn đến từ thương hiệu của Ý, Italy các bác nhé. Một đôi loa mà em luôn cảm giác là hát nó rất là hay. Thưa toàn thể các thân mến, một đôi loa full bass 40 sử dụng bass tép Vital và đều là từ neo, sử dụng bass tép made in Italia. Em hát cảm giác là cái lời ca nó rất là sáng và các bác cũng vừa được cảm nhận tham khảo. Và thưa các bác thân mến, em sẽ cầm máy và em sẽ đi lại gần. Rất tiếc là đôi loa này ấy, nó không có nhiều, nó chỉ có 2 đôi thôi ạ. Hàng bãi giá như có vài chục đôi thì chắc chắn em sẽ review thật nhiều để các bác biết được đến chất của những đôi loa này các bác nhá. Em chỉ có 2 đôi duy nhất thôi ạ. Giá em đang chào bán là 35 triệu đồng trên một đôi, giá trên tại cửa hàng các bác nhá. Em giới thiệu lại với toàn thể các bác, đây là những đôi loa hàng xịn đến thương hiệu của Italia. Và nó xịn như thế nào thì em xin được quay để cho các bác của anh em tham khảo nhá. Trước tiên em xin được quay về cái loa bass của nó. Đây các bác cùng xem dòng bass Vital từ to các bác nhá. Dòng bass Vital thì em cũng giới thiệu toàn thể các bác của anh em kỹ rồi. Từ thường hay từ neo, model 30 hay 40 thì nó đều có hai dòng, một loại to loại bé đúng không ạ. Đây là leo 40, dòng to các bác nhá. Đó, dòng to, leo rất là lớn, dòng leo bi các bác nhá. Các bác của anh em xem này, nhìn đồ chất đúng không ạ. Đấy, leo bi các bác. Dòng leo bi cao cấp bát 40 từ leo. Dòng này thì nói thực sự toàn thể các bác là lời ca và để nghe nhạc thì không có điểm nào chê cả. Đây là tép leo ạ. Tép leo rất to các bác nhá. Các bác của anh em xem ạ. Em rất tâm đắc với đôi loa này. Chỉ có điều là nó không có nhiều thôi ạ. Đó, đây là phân tần anh em này. Đây, phân tần của nó.
rất đẹp. Và đây nó có một vị để chống cháy tép các bác nhé. Mang con điện trở, bát điện trở này là 50W. Ok chưa? Đây là chiếc bát thứ hai thôi này các bác. Em giới thiệu về một cái đôi loa nó rất là đẹp, rất là khủng, gọi là cao cấp ấy, nhưng mà em giới thiệu rất là đơn giản các bác nhé. Chủ yếu các bác chỉ cần xem là biết chất của nó rồi đúng không ạ? Đây các bác xem ạ. Bát 40 từ neo Phyto và dòng leo bi cao cấp và dòng từ to các bác nhé. Tép cũng vậy. Em giới thiệu rất đơn giản, thùng gỗ anh em nhé. 35 triệu đồng một đôi. Em vừa test lời ca đấy ạ. Và em sẽ test những cái bản nhạc cho các bác của anh em trải nghiệm nhé. Đôi loa này anh em mua về chơi xứng đáng. Chất âm nó thực sự toàn thể các bác. Nói những câu có thể là hơi quá, nhưng nó sánh gần ngang với Lexo PS15 ấy các bạn. Nói thực sự toàn thể các bác đấy ạ. Gần sánh ngang với Lexo PS15. Em ghép với một con đẩy Alley các bạn, B10004 các bác nhé. A41000 và B1004 thì hai mẫu này các bác thích mặt mũi của chiếc nào thì các bác sẽ sử dụng nhá. Giá của nó đang tốt là 9,5 triệu, các bác nên mua sớm vì sắp tới nó sẽ lên khoảng từ 500 đến 1 triệu một chiếc. Lưng tiếng TD Acoustic CB900, con này tiếng hay và con này em thích nhất là cái cốt của nó, cốt của cái đường súp ấy thì nó rất là sạch sẽ và rất là hay. Vang số GD Gutin và bộ mic MH đó là chính bộ mic chính hãng các bác nhá. BBS Pro Sao mã số nó UT58. Rất hay rồi này các bác. Em không cần nhạc, em sẽ thử một đoạn về tiếng mic của nó các bác nhá. Tiếng micro đấy ạ. Đôi loa này thì nó thiên về phần nghe nhạc và hát karaoke các bác nhá. Nghe nhạc ở đây ấy, là nghe nhạc Coiro ấy các bạn. Còn anh em nếu mà nghe lon top remix kết hợp một quả súp thì hết nước chấm luôn. Rất hay luôn này các bác. Đây ạ, à, đây là bộ mic UT58 anh em nhé, đúng không ạ? Lên một hay. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm soi thương nhớ trong sao. Đó là lời ca nó. Nói chung là em khẳng định là không có điểm trừ cho lời ca các bác nhé. Bát 40 từ neo bi cao cấp và bát xịn của Phyto và nó là dòng từ to. Tép neo Phyto và nó là dòng từ to các bác nhé. 35 triệu một đôi loa bát 40. Các bác có anh em có nhu cầu mua sắm alo cho em chỉ có hai đôi thôi. Giá như có nhiều thì em sẽ cảm thấy vui hơn ạ. Đẩy Alley hiện tại giá đang là 9,5 triệu. Lưng tiếng TD hiện tại đang là 2,3 triệu. Vang GD giờ hiện tại đang là 3,5 triệu. Còn mic BBS UT58 thì hiện tại giá đang là 8,5 triệu anh em nhé. Ok, em xin cảm ơn toàn thể các bác. Để hẹn gặp lại các bác của anh em ở những video tiếp theo, em sẽ giới thiệu review về đôi loa này. Em sẽ mở những bản Pro các bác nhé. Ok, em xin chào. Cảm ơn toàn thể các bác của anh em. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm các set combo em tư vấn, hoặc muốn mua những cái sản phẩm có trong set combo này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Luân qua các số máy 0365888988, 0368891555, hoặc đến trực tiếp địa chỉ Luân ở khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và em có thể giao hàng đến tận nhà toàn thể các bác. Xin chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.